One more inspiring story. This one I think also happened in Vietnam. This one is Yvonne Leong. After he come back from traveling, 2007 December, flood happened. Raining, heavy rain, flood happened. So all the house destroyed and then flood. So what he do? Just moving, take the boat, do yoga. Fight become tỷ phú MCCM. À, tôi cũng muốn chia sẻ một câu chuyện mà có lẽ là cũng hết sức là thuyết phục các bạn, và nó các bạn cũng sẽ nhìn thấy những hình ảnh tương tự ở Việt Nam. Thì đây là MCCM Yvonne Leong, cái năm tháng 12 năm 2007 ấy, thì là gì ạ, một cái trận lụt đã gì ạ ập đến và toàn bộ nhà cửa và tài sản là đã ra đi cuốn theo cái trận lũ lụt đó. Thế thì cái người này hành xử như thế nào? Chị đã gì ạ không nhìn nhận đấy là những khó khăn, thậm chí vẫn tiếp tục đi chia sẻ ao ken bằng việc là thuê một cái thuyền đi chia sẻ, và kết quả là thế nào? Many people fight DCM, fight CCM, flood, all this tsunami cannot do. No excuse, no complaint, just do it. Even get a boat, do fitting, sharing, and they become tỷ phú Elgin. Vâng. Thì cái thời điểm đó thì có rất nhiều người đã là triệu phú tỷ phú rồi ạ. Cứ trong nhìn vào cái lý do đó để than phiền rằng trời ơi mưa lụt như thế này làm sao tôi có thể tiếp tục công việc của mình được. Nhưng chị Yvonne này là tiếp tục cứ đi chia sẻ làm công việc của mình coi như không có vấn đề gì xảy ra. Và kết quả là chị vẫn đạt được cái danh hiệu là diện triệu phú và tỷ phú tại Elgin. This one is a year 2007. After 7 years, one more time happen. This one is a tsunami happened in Kelantan. So many people died, many people lost their house, even the whole house destroyed in 40 or 80 years. This is the first time in history, tsunami storm in Kelantan. Vâng, thì các bạn biết là 7 năm sau, đúng không ạ? Thì lại một cái trận đã gọi là lụt rất là lớn đã ập đến với cái vùng gọi là Kelantan trong vòng lịch sử là 30-40 năm. Đây là trận lụt lớn nhất, toàn bộ nhà cửa và tài sản là bị cuốn đi. I have one CCM, just a teacher, Hasmawati. In 80 years, never happened. Her province, Pasir Mas, never happened. Tsunami, all this. He get the food to help people. But suddenly, she become victim and all the house full with water. Vâng. Các bạn biết là tôi có một cái CCM là Hamasati, thì chị này ở cái vùng mà chưa bao giờ có chuyện lũ lụt xảy ra cả. Và cái công việc từ trước đây của chị là hay là hỗ trợ cho những người mà bị lũ lụt về thức ăn. Không ngờ là đến năm này thì là chính nhà cô bị như vậy. 2 weeks, 14 days, we cannot get her because no current, handphone, no line, and then we don't know she's still alive or not. 2 weeks. 2 tuần chúng tôi không thể liên lạc, không biết được tình hình nhà cô ấy như thế nào, bởi vì không có điện thoại, không có bất kể một phương tiện thông tin liên lạc nào, không biết cô còn sống hay không luôn. The husband Sabri very sad because they have 3 cars, Honda, BMW and Wildfire, all condemned, all need to repair, have to pay $20,000. Thì chồng của cô này có vô cùng buồn bã sau cái trận lụt đó, thì một là xe bị phá hỏng, một cái thì bị cuốn mất, có 3 xe thì như vậy, và nếu mà muốn sử dụng thì lại phải gì ạ, sang sửa lại và chi phí mất hơn khoảng 60.000 ringgit. How about you if happen like this? All panic and sit at home. Thế nếu như mà các bạn rơi vào tình huống này thì các bạn sẽ đớn đau cỡ nào? Có phải ở nhà để than phiền hay không? This is Elkanian. So we just moving forward despite all difficulties. Và đây là một con người của Elgin, cho nên dù có khó khăn gì thì họ vẫn tiếp tục bước về phía trước. How we help them? Because all very negative, all very down, very sad. So we say organize a big event. Many people, then they can see, wow, positive. So we organize a NDT 700 people successfully. Vâng. Và thì các bạn biết không, thì tất cả những cái người tuyến trên và tuyến ngang của chúng tôi đã quyết tâm giúp đỡ họ bằng cách là gì ạ? Tổ chức một cái buổi NDT với gì ạ? 850 vé đã diện làm trong 2 tháng để giúp cho mọi người thấy rằng là mọi vấn đề đang rất là tích cực. I say difficult, never mind. I know very hard, very difficult, but we all do together. So many people go to help them. So after 2 months, the sales go up 200%. Vâng, các bạn biết rằng là với cái tinh thần đoàn kết, tất cả mọi người cùng chung tay giúp đỡ cái cô này ở cái thời điểm đó, thì sau 2 tháng doanh số đã tăng trưởng 200%. So you are positive, you are still firm, many people come to help you. Nếu như các bạn thực sự là vững chãi và gì ạ, tích cực, thì sẽ rất nhiều người đến để giúp đỡ các bạn khi các bạn gặp khó khăn. After 9 months, it's still very hard. And then recently the mother-in-law passed away, have to pray for 7 days. He still fight MCCM. Last month income 83,000 means $20,000 per month.
Thì mặc dù là tiếp theo là cô còn phải đối mặt với một cái nỗi đau nữa là gì ạ? Mẹ chồng thì đã qua đời, và với cái đạo của mình thì cô ấy mất rất nhiều thời gian để cầu nguyện, cúng bái. Thế và nhưng mà bởi vì với tinh thần đoàn kết, mọi người vẫn giúp đỡ cô ấy, và tháng vừa rồi thì thu nhập của cô ấy vẫn 20.000 đô. The only way in Elgin, be firm and confident, and then moving forward despite all difficulties. Vâng, vậy thì một lần nữa chúng ta kết luận với nhau một điều rằng khi đối mặt với tất cả những cái, nhìn vào những cái cơ hội thì chúng ta thấy rằng muốn thành công có một cách duy nhất, đó là luôn luôn vững chãi với gì ạ? Cái sự tự tin của bản thân mình, cũng như là gì ạ? Luôn luôn bước về phía trước, bỏ qua bất chấp mọi khó khăn thách thức. If we do not take the initiative, overcome the difficulties, we will be the conquered by the difficulties. We solve problem, we have to take initiative. If not, the problem solve us. Vâng, nếu như mà chúng ta không hành động trước để vượt qua mọi khó khăn thì chúng ta sẽ bị đánh bại bởi chính những cái khó khăn đó. Success belong to those winners, so who live without fear of difficulties. Vâng, thành công chỉ thuộc về những người là gì ạ? Họ sẽ gì ạ? Bỏ qua sự sợ hãi để có thể thành công. And then let us prepare ourselves to become the beneficiary of this amazing crisis. This economic crisis, tsunami crisis, we are ready. Then we can turn crisis to become opportunity. Vâng. Thì chúng ta hãy phải chuẩn bị sẵn cho mình một tâm thế là gì ạ? Trở thành những người hưởng lợi từ cái cuộc khủng hoảng sắp tới sẽ xảy ra. Chúng ta phải chuẩn bị từ trước cái tâm thái này. Today I share this all story, all very inspiring and motivating. Even myself, I heard that I also motivate. Right? So I hope that this one can give you inspiring and confident. Be firm and confident. Moving forward despite all difficulties. Ngày hôm nay mà tôi đứng đây chia sẻ với các bạn ý, thì chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình được động viên rất là nhiều. Vì tất cả chúng ta cần phải gì ạ? Vững chãi và tự tin vào bản thân mình, tiến về phía trước để gì ạ? Gặt hái những thành công, bỏ qua mọi khó khăn thách thức trước mặt. I believe I very confident. All the Hanoi leader, Vietnam leader, very positive, very confident. And then all problem, no problem, problem no big. Tôi tin rằng là với sự tự tin của mình, cũng như là cái gì ạ, cái tinh thần làm việc tự tin vững chãi của tất cả các bạn, thì tất cả mọi vấn đề chỉ là chuyện nhỏ. I want to take this opportunity to thank my girlfriend, Kenny, to help me before marriage. I already MCCM. After marriage, I become PCM. Tôi thì nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tình yêu của tôi, bạn gái của tôi, đó chính là Kenny. Bởi vì trước khi chúng tôi kết hôn, nó chỉ đang là yêu nhau thôi, thì tôi đã là một tỷ phú rồi. Thế nhưng mà sau khi kết hôn thì cô đã là một người trợ thủ đắc lực giúp tôi trở thành thành viên của câu lạc bộ chủ tịch. All the men, mere successful leader, come up must stand the wife. Okay? All the successful men behind him have a lady. Vâng. Tất cả các anh mà thành công ý, thì đều phải gửi lời cảm ơn tới hậu phương của mình. Bởi vì sự thành công của các anh chắc chắn sẽ được sự hỗ trợ của các chị ở phía đằng sau. Take care my parents, take care my children, take care the devil, so we can together moving forward despite all difficulties. Vâng. Bởi vì sao ạ? Người vợ là cái người mà đã giúp tôi giải quyết tất cả những vấn đề của gia đình, chăm sóc con cái để làm sao tôi có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc của mình, vượt qua mọi khó khăn sóng gió trong công việc. Cảm ơn. Chúc sống thành công. Vâng. Cảm ơn. Oh yes. Thank you.